Hello các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào việc thực hành mình build cái app demo để sử dụng cái framework PyQt. Thì mình nói sơ qua một chút chức năng về cái app này ha. Thì cái app này thứ nhất là nó sẽ đọc và cũng như là gửi những cái tín hiệu 485. Đọc ở đây, nó sẽ đọc và nó hiển thị lên cái phần này đây. Song song đó nó cũng sẽ gửi những cái tín hiệu 485. Tiếp đến là nó làm gì, nó đọc những cái tín hiệu CPU và điều khiển các chân CPU của Raspberry. Đó, khá là đơn giản nhưng mà mình nghĩ là nó cũng liên quan khá nhiều đến cái lĩnh vực automation và những cái tính năng của HMI cần thiết ha. Thì mình sẽ điểm qua một số về phần trước, mình nhắc lại một số về phần trước. Thì mình làm cái lọc video này để nói về cái framework rất là stable và chạy khá là nhẹ để build những cái ứng dụng liên quan đến UI là cái framework PyQt này đây ha. Và nó sẽ chạy trên Raspberry, một cái phần cứng ngon bổ rẻ mà được rất là nhiều bạn bây giờ sử dụng. Thì khi kết hợp hai thằng này lại thì mình sẽ có một cái giải pháp khá là rẻ và dễ build cho cái thằng HMI hoặc là cái thằng vending machine. Rồi vậy thì mình phân tích một số công việc mà mình cần phải làm khi mà mình thực hiện việc build cái app này ha. Thứ nhất á là mình sẽ làm gì, mình sẽ thực hiện layout cho cái app này. Thứ hai á là mình sẽ bắt đầu giới thiệu các bạn một số cái wget phổ biến. Mình sẽ phân tích cái app này ra ha. Ví dụ cái app này đây, mình sẽ phân tích cho các bạn thấy nó có một số wget phổ biến, ví dụ như cái này là cái wget gì hay cái này wget gì đó, những cái mà cấu thành nên cái app. Và tiếp đến mình cũng phân tích về một cái protocol rất là sử dụng rất là nhiều trong cái mảng truyền thông công nghiệp, đó là Modbus 485. Thì sau khi mà mình có ba cái viên gạch nền tảng này đây, 1.1, 1.2, 1.3 này đây, thì mình sẽ bắt đầu mình kết hợp với cái logic app của mình. Cái logic app mình khá là đơn giản ha, cái luồng data mình chỉ là mình đọc và mình hiển thị dữ liệu thôi. Đó thì mình như mình nói, mình làm ra để cho mục đích là để giới thiệu các bạn về cái framework PyQt này thôi. Đó thì cái cho nên mình không có quá tập trung vào cái logic mà mình sẽ tập trung vào những cái thế mạnh của cái framework này. Bắt đầu đưa các bạn đến cái việc xây dựng cái layout cho ứng dụng này ha. Thì ở phần trước á, thì mình có giới thiệu đến các bạn cái việc xây dựng cái layout dựa vào cái QT designer này đây, cái designer này đây, QT designer. Đó. Thì cái việc tạo cái ứng dụng bằng cái QT Designer này tất nhiên là nó rất là nhanh, nó nhanh đó, nhưng mà nó có một cái điểm yếu cố hữu là gì, là cái điểm yếu cố hữu là các bạn sẽ không có dynamic, các bạn thay đổi cái layout này được sau khi các bạn tạo ra nó, thì đó là cái điểm yếu cố hữu. Với thêm một cái nữa là dù gì chăng nữa thì mình cũng làm cái lọc video này để mình muốn các bạn hiểu về cái thằng PyQt đó, cho nên là mình tốt nhất là mình nên tiếp cận theo cái hướng là mình sẽ code để mình tạo thử một cái layout như thế nào ha. Đó thì như thế thì nó sẽ hay hơn để các bạn hiểu sâu hơn vào cái thằng PyQt này. Đó. Rồi ok, thì để tạo cái ứng dụng thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thứ nhất là các bạn xem import cái gói package SYS này đây, cái gói package này là để tương tác với OS của thằng Python. Và tất nhiên là cái thứ hai là các bạn import cái package PyQt này. Đó, các bạn import cái package PyQt này và các bạn import những cái wget phổ biến nhất mà mình import ở đây đây. Đó là gì? Nó là qwget nè, là cái wget coi như là nền tảng của tất cả mọi wget luôn. Hoặc là Q application, reliable, nó các kiểu, đây là những cái wget rất là phổ biến. Tất nhiên mình sẽ vừa làm và mình vừa giới thiệu các bạn về những cái wget này. Đó, sau khi các bạn import xong thì các bạn chỉ tạo một cái instance của app là bằng app bằng application. Nó và sau khi bạn tạo xong thì sao? À quên, cái Q application này nó nhận vào cái đối số là RGB. Cái đối số này là gì? Cái đối số này là cái input khi mà các bạn gọi cái chương trình này. Mình nói ví dụ các bạn, cái chương trình của mình có cái tên là app.py. Thì khi người xài họ gọi cái chương trình này đây, cái chương trình app.py này bằng cái lệnh cầm bay toàn ba app.py, họ truyền vào những cái input input 1, input 2,
vân vân họ truyền vào, thì những cái input đó nó sẽ nằm đâu? Nó nằm đây, ARGB này đây. Rồi đó, sau khi các bạn tạo cái thể hiện của cái app bằng cái dòng lệnh này và tiếp theo các bạn chỉ gọi cái app nó chạy app.myset, giờ là xong, các bạn có cái app đó, chỉ trong 4 dòng lệnh thôi các bạn đã có một cái app hay QT. Đây mình sẽ chạy thử ha, đó app vì thầm bà app trên bài đó, bạn thấy không, chả có gì cả, nó đang thu lùi thấy không. Thì tại sao nó đen? Thì đơn giản là vì các bạn chưa có tạo bất cứ cái wget nào cả, các bạn chưa tạo bất cứ một cái gì trong cái app này cả đó. Các bạn chỉ khi các bạn tạo cái thể hiện app và các bạn chạy thì các bạn mới báo với thằng PyQt biết là để chạy coi như là những cái gì cần thiết để những cái để nó thực thi cái app thôi, chứ thật ra bạn chưa tạo gì. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo, mình tạo một cái wget để mình thử với các bạn ha. Cái wget bắt đầu đơn giản nhất mà mình giới thiệu với các bạn là cái này một lát mình sẽ sử dụng sau để mình làm cái nó, mình xem nó như một cái wget trống hay một cái tờ giấy trắng gì đó, tờ giấy trắng để mà mình nhét những cái wget khác lên để mình tạo thành cái ứng dụng cho các bạn, cái ứng dụng cho các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái wget hiện thị cơ bản là cái wget view label đây. Cái wget này rất là đơn giản, các bạn tạo như thế nào đơn giản, các bạn chỉ gọi tạo ví dụ như label này. Một bạn tạo view label đó, từ view label nó nhận vào gì đây nè, cái này nó không có doc của mình đây, thì các bạn có thể tìm những cái doc của mình của thằng PyQt này, tất nhiên là cũng qua Google rồi đó. Thì view label này nó nhận vào một cái đối số là kiểu string, đây để mình cho các bạn coi. Đây nó nhận vào cái thằng test này đây nè đó. Rồi cái test này là cái mà thằng window này nó sẽ show ra, ví dụ như cái test này mình điền đại một cái tên đây đi, we label nè, ví dụ mình chỉ điền đơn giản thôi và mình sẽ show lên. Và cái wget, bất cứ wget nào thì nó cũng sẽ có một cái đối số là y một cái phương thức là show ha đó. Là ok, giờ mình chạy lại cái app coi nha, 3 tuần 3 chấm map nè, bạn ha, nó lên mặc dù rất là xấu ha, khá là xấu, nhưng mà đây có thể là coi như cái wget đầu tiên của các bạn, label này ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về layout. Thì như các bạn biết lần trước đó, thì nó có một số cái kiểu layout là geometry các kiểu đây, để mình mở cái app mình lên để mình phân tích về về cái app đó, mình không biết đặt tên à, HMI demo đây nè. Sorry, cái app đó là có thể là tên là gì ta, p thùng 3 show ui.py. Ok, đây cái app nó tên này đây. Thì mình có giới thiệu các bạn một số cái kiểu layout cơ bản đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thứ nhất là bằng cái layout là vertical layout, layout theo chiều ngang ha. Như bạn thấy hai cái button này nó nằm ngang nè. Đó, vertical layout. Rồi, thì mình sẽ tạo hai cái button này cho các bạn nằm ngang. Ha. Ok, thì để mình coi coi để tạo cái button này thì nó sẽ nhận vào cái đối số gì ha. Thì button nó nhận vào cái element đây, cái property cái public function đây, cái hàm khởi tạo này thứ nhất là cái test string là cái tên của cái dòng chữ mà cái button nó show ra nè. Rồi mình sẽ sử dụng cái hàm khởi tạo đơn giản này nhất để mình tạo cái button thử cho các bạn coi ha. Button 1 bằng query button. Cái query button này chính là cái nào? Là cái này đây các bạn. Là cái mà để nhấn vô nè, những cái này gọi là cái button nè. Đó. Mình tạo
bước tinh, thí dụ đó là bước tinh 1 đi, và bước tinh mình sẽ tạo thêm một cái bước tinh nữa là bước tinh 2 đó, mình có hai bước tinh. Ok rồi, bây giờ làm sao để mình nhét vào cái layout thì mình sẽ gọi gọi cái class này đây, mình sử dụng cái class view vlayout này đây ha. Mình sẽ tạo một cái layout vlayout, tạo đại bằng view vlayout đó. Rồi thì sau khi mình có cái layout nè, mình sẽ nhét hai cái quay get này mình nhét vô để mình tạo ra vlayout chấm add, add gì đây, add add item hay what get. Mình sử dụng cái add what get này ha, button 1 và vlayout chấm add add button 2. Ok mình sử dụng hai cái này mình nhét vô ha. Rồi song song đó mình cũng bỏ cái này đi, cái này mình làm demo show bạn thôi. Thì đã hình dung là mình sẽ tạo một cái main window, đó mình tạo bằng cái query offset, cái query wget này đây nè. Mình để mình tạo cái main window là cái gì, là cái background của mình, là nguyên cái phần bự nhất, cái phần cửa sổ để nó chứa những cái wget con á đó. Đó, nó giống như một cái wget trắng vậy đó, để mình nhét những cái wget con vô. Thì cái wget trắng đó sẽ là gì, sẽ là mình gọi nó là main window đi, để mình sử dụng cái thằng nào, cái thằng wget này đây, wget mình tạo nó ra ha. Ok vậy mình có gì, thứ nhất là mình đã có một cái cửa sổ, cái background của cái app mình, cái phần chứa tất cả những cái wget con ha. Thứ hai là mình có những cái button và mình đã nhồi những cái button vào cái layout rồi. Bây giờ mình sẽ nhồi cái layout này vào cái wget ha, để mình nhồi nó vô wget chấm như nó cái lệnh nó set layout hay gì cái này nè, set layout, và mình sẽ set cái vertical layout thử các bạn coi ha, vertical layout. Rồi ok mình chạy lại ha để coi cho nó ra gì. Thì mình chạy app.py mình show là rồi, nó có lỗi first argument insert method we get rồi set layout, we layout, ok sau đó we cái chấm set layout, mình để mình coi cái lệnh set layout này nó truyền vào cái gì ha. We get set layout đây cái rồi mình đang coi cái framework của thằng Qt chứ không phải PyQt nha, nhưng mà hai thằng như mình nói là cái thằng PyQt nó bay trên cái framework của thằng Qt, nên các bạn có thể coi đây cũng được, thì nó quen ha. Thật ra nó có cái nơi để tra cứu luôn, file Qt framework đây, hoặc là nếu các bạn có bạn không quen thì các bạn có thể coi trên đây cũng được. API document reference, để mình kiếm cái file Qt framework, các bạn có thể kiếm rồi các bạn có thể tự kiếm cái document cho cái file Qt framework này ha, lâu quá mình quên thì mình quen mình có thể mình tra qua đây cũng được. Rồi cái wget này khi để mình kiếm cái method set layout ha, set layout này nó nhận vô cái layout gì, nó nhận vô cái layout rồi, đúng rồi, mà tại sao mà ở đây nó không cho mình nhận we we box we book layout add wget we get set layout gì mà nãy nó báo lỗi đâu ta, nó báo ngay cái hàm là set layout luôn. Phải có lỗi first argument nó nhận vào set layout này nó nhận vào chính nó. Nó nhận vào chính nó gì, có thể là cái hàm này nó sử dụng để mình, nếu mà nó nhận vào chính nó có thể, à sorry sorry mình ngu quá, we get này là mình phải gọi nó, thể hiện của nó là main window, set layout, sorry các bạn. Rồi mình gọi lại ha, tên 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 sao không lên vậy ta, rồi không lên thì tại sao, tại mình chưa show gì cả.
nồi chấm xô. Ok. Rồi, tắt lại. Ở nó. Đây 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 lên rồi đây. Bạn thấy không? Vertical, vertical. Vertical là theo chiều dọc là bạn thấy không? Hai cái button này vertical theo chiều dọc ha. Đó. Bây giờ mình sẽ cho nó, vì là sorry các bạn, nãy mình nhớ lộn, vertical là chiều ngang, vì theo chiều ngang và horizontal nha, như hai cái nút này là nó sẽ là horizontal. Đây mình sẽ làm nhanh các bạn thấy. Thay vì cái này là mình sử dụng cái V book layout đúng không? Mình sẽ sửa thành là VH layout. Và các bạn sẽ thấy là còn show lên thì nó sẽ để mình xóa cho. Còn show lại nè. Đó. Nó là horizontal mới hay chiều ngang, mình nhớ lộn, mình xin lỗi ha. Đó. Thì như mình nói, một cái ứng dụng này nó sẽ làm gì? Nó gồm là những cái layout theo chiều dọc nè. Cái này là V book layout theo chiều dọc, và nó nhét những cái layout là theo chiều ngang. Rồi bây giờ mình sẽ demo, mình thử mình tạo cái gì đây. Mình tạo một cái layout theo chiều ngang và mình tạo một cái layout theo chiều dọc. Sau mình nhét cái layout chiều ngang này vào cái layout chiều dọc để mình có hai hàng này ha, để mình làm thử ha. Nhất là mình tạo hai cái layout chiều ngang là hai cái button đi. Một button hai ha. Mình sẽ tạo một cái layout theo chiều dọc là, bây giờ mình sửa tên chút đây lên dễ nhớ, VH đi. VH ha. VH. Ok, layout theo chiều dọc của mình là gì? V theo chiều dọc là V đúng không? Layout để mình sửa ở đây, layout H layout. Mình rồi sửa lại chút dễ nhớ. Rồi sau khi hát layout thì mình sẽ tạo cái layout theo chiều dọc ha, là V V layout bằng quy V layout. Bây giờ mình sẽ tạo hai cái layout theo chiều ngang. H là ngang đúng không? Horizontal theo chiều ngang, một cái chứa button, một cái mình làm gì? Một cái mình chứa hai cái label đi, đúng không? Ở đây mình ở trên đây mình chứa một đống label, nhưng mà mình sẽ demo bạn là hai cái label ha, hai cái label thôi cho nó nhanh. Rồi mình sẽ tạo hai cái label. Label thứ nhất là, nãy mình tạo label 1 bằng quy label. Đây đặt tên nó, mình gọi nó cho nó show label 1 cho dễ nhớ. Cái này cũng vậy luôn. Label 2. Rồi. Bây giờ mình có gì đây? Mình có cái vertical layout là cái layout cha đúng không? Là cái bự nhất để mình muốn nhét hai cái layout con. Hai cái layout con là hai cái mà theo chiều dọc nè. Cái này nè. Button theo chiều dọc nè. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái nữa là mình sẽ nhét hai cái wget label này vào cái gì? Vào cái h layout tiếp, h2 đi, mình gọi nó h2 layout đi. Thì bằng qh layout. Mình sẽ nhét cái h2 layout này, mình nhét vào cái add wget. Đây. Và xong tương tự mình cũng làm như vậy với cái label 2 luôn. Ok. Mình đã có hai cái layout con đúng không? Hai cái layout h layout, cái h layout 1 và cái h layout 2 là hai cái layout con. Giờ mình sẽ nhét hai cái layout con này vào cái layout cha là cái v layout này nè. Bây giờ mình sẽ nhét sau đây. V layout chấm. Nó để coi nó có cái phương thức gì. Nó có thể là add layout. Add layout. Rồi mình nhét thứ nhất là h layout. Mình làm lại thêm một lần nữa để mình nhét cái layout thứ hai là gì? H2 layout. Và cuối cùng, thay vì cái main window là cái thằng bự nhất, cái cửa sổ của mình set H layout thì mình sẽ sửa thành cái layout cha là V layout ha. Mình sẽ set cái V layout, layout cha. Rồi, các bạn show lên, các bạn thấy gì? Đó, bạn thấy không? Vì mình có boot button theo chiều ngang nè, là cái H horizontal layout nè.
và cái label nè, đó button này mình tạo ra đây nè, để mình cho bạn coi, mình phân tích cho. Đây hai thằng này là button 1, button 2 nè, đó là cái horizontal layout đầu tiên nè, đó nó nằm ở đây. Và tiếp theo là mình có những cái label, label thứ hai ha, là nó nằm dưới đây. Và cuối cùng là gì, mình nhét hai cái con này nè, cái layout horizontal thứ nhất và layout horizontal thứ hai nè, vào cái vertical layout, cái layout thứ ba đó, mình để mình có cái thằng layout cha, và mình cuối cùng mình nhét cái layout cha vào cái cửa sổ để mình có cái tổng thể cái này đây ha. Ok, vậy thì như các bạn thấy là gì đó, các bạn có thể thấy sương sương là mình chỉ dùng horizontal vertical là bạn đã build xong rồi. Tất nhiên nếu các bạn thích thì các bạn có thể dọc với git layout luôn, git layout hoặc set geometry layout là cái set layout đơn giản nhất. Đây để mình set geometry layout cho các bạn, để mình phục biết cái này, để mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách một cái chương trình, cách tắt một cái chương trình PyQt đúng cách nha. Cái này tại mình làm nhanh để mình muốn các bạn hiểu về cái chương trình PyQt nên mình tắt không đúng cách, cái thằng Python nó vẫn còn chạy ha, nó vẫn còn chạy ngầm rồi đó, bạn thấy làm tắt không đúng cách cho nên nó dẫn đến stress. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái set geometry layout thử cho các bạn coi ha. Ví dụ như cái mình sẽ tạo thêm một cái nữa là cái level 3. Rồi cái set geometry thì nó thẳng là coi như là bây giờ mình thật ra đó là nó có thể nó không còn nằm trên cái layout nào luôn, tại vì mình nói cái nó là nếu trong web thì nó giống như là display block thôi ta, thì nó chỉ dựa vào tọa độ thôi. Là ví dụ như label 3 nè, nó chỉ dựa vào nó xét dựa vào cái tọa độ 3 chấm, đây bèo 3 chấm gì xét geometry thì nó chỉ dựa vào hỏi số xy tọa độ, ví dụ như là 200 300, và cái nó muốn bạn muốn bằng nó rộng bao nhiêu, ví dụ như rộng là 400 hoặc là 600 vậy thôi. Các bạn cho sâu lên, lấy bèo 3 bằng sâu. Ok rồi bạn, mình sẽ cho chạy thử ha. À, rồi nhân đây lỡ rồi thì mình cũng sẽ giới thiệu bằng cách tắt chương trình PyQt đúng cách. Như các bạn thấy là cái chương trình mình đang chi xuất đây ha, nếu mình tắt mình dùng Ctrl C để mình tắt á, thì thật ra là cái này nó vẫn chạy ngầm nha, một cái reset của Python nó vẫn chạy ngầm, nó nhận được cái signal là Ctrl C, là trong cái signal tắt á, là nó là nó tên là sys 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 quay chính hay gì đó mình không nhớ, nhưng mà đã tắt đúng cách đó các bạn phải phải dùng cái lệnh này đây, sys là chấm exit nè đó, và bạn nhét cái thằng app chấm exit này vào đây nè. Nghĩa là sao, nghĩa là khi cái app chấm exit này nó ngưng thì cái hàm này sẽ được gọi, system chấm exit này sẽ được gọi và tắt cái đúng cách. Một lát mình sẽ demo bạn coi thử ha. Thứ nhất là mình sẽ chạy, mình demo bạn thấy là chạy cái willable này như thế nào. Nào bạn thử bạn chạy lại đi, app chấm by nè, rồi bạn kiếm cái level 3. Level 3 nó không có nằm ở đâu hết đúng không, tại vì sao, tại vì nó là geometry đúng không, coi như là nó chỉ dựa vào cái tọa độ thôi. Ví dụ như mình điện đây là tọa độ nó là 200 300 thì có thể nó là x 200 và y nó là 300, nó nằm ở đây nè, và nó rộng là 400, ngang 6 cao 600 đó, nó cho nên bạn thấy, để mình bật lại cho bạn coi nè. Đó, bạn thấy không, nó nằm ở đúng một cái tọa độ của nó thôi nè. Có thể 200 300 nó tính từ cái góc này của màn hình chứ không phải tính từ góc này đâu, 200 300 nè. Đó. Ngang là gì, x ngang có thể tượng trưng cho chiều ngang là 400 ngang và cao 600 nè, bạn thấy không, nó không có dính vào cái gì hết. Rồi và bạn để ý là cách khi mà mình tắt nè, mình tắt thì lúc bây giờ cái thằng Python này là nó không chạy ngầm nữa, bạn coi nha, cái Python này đang chạy đúng không, mình tắt nè. Đó, cái thằng Python này tắt theo luôn ha, nó khác rồi. Ok thì vậy là các bạn đã có thể thấy được,
code để tạo layout cho cái ứng dụng PagerDuty nó cũng rất là đơn giản ha. Thì ở sau khi mà mình làm đến đây thì nên mình khuyến khích các bạn nên thử các bạn code để các bạn làm thử cái ứng dụng của mình, các bạn thử các bạn dùng code tay thôi.